Đèn tổng hợp mà phiêu lưu các bạn vượt qua từng ải á, khá là hay, mới ra mắt ha. Thì trong tựa game này á, mình tìm hiểu cũng được khá là nhiều nha các bạn. Thì mình sẽ chỉ các bạn cái cách mà cái game này chơi như thế nào nha các bạn. Nói chung thì cũng khá là dễ thôi, là các bạn chỉ cần chung lên đây tạo map, đi ải vượt ải vượt ải giống như bao tựa game khác thôi. Giống như cái tựa game anime Dimension gì đó bạn, đó Dimen gì đó, cũng giống giống vậy đó, nhưng mà tựa game này nó khác biệt hơn một tí. Đó là vậy, là tựa game này có thể nâng cấp nha các bạn. Đó, giống như là dạng Onta các bạn, giống như Onta luôn. Các bạn có thể nâng cấp và tăng sức mạnh và cho ăn luôn nha các bạn, cho những nhân vật khác cho ăn luôn. Đó, như mình thí dụ mình tăng cường này là mình cho ăn đó, phải chơi chọn thì cho ăn sẽ tăng kinh nghiệm lên như là Onta. Nhưng mà cái cách chơi thì lại quánh kiểu phiêu lưu các bạn, chứ không phải là đặt ra thủ thành ha. Đó là vậy. Rồi. Thì mới vô đó gì, mới vô thì các bạn nhập code cho mình nha. Vậy chưa? Nhập code thì các bạn sẽ có một cái đá quý dưới đây nè, cái chữ là game đó các bạn, đó cái hình đá quý dưới đây nè. Đây. Rồi. Còn xong rồi các bạn bấm vào phần quay cho mình. Đó, quay ra, đây là có tướng nè các bạn thấy chưa? Đó, thì các bạn nào muốn tăng slot á thì mấy bạn bấm bên này cho mình. Các bạn thấy chưa nè, tăng slot hộp nè. Đó. Với lại một 15 cái điểm đá quý sắc sắc này nè các bạn. Đó, cái mảnh game này nè. Nói chung là 15 mảnh là các bạn sẽ được 5 slot, tối đa là 150 là max nha. Rồi. Thì tại đây là như random bình thường các bạn, nhưng bao tự game random thôi. Thì các bạn nào nhân phẩm thì sẽ được những con như là 5 sao 6 sao đó, thì trong này không có 5 sao 6 sao thì chỉ tính là quay thấy chưa nè, bí mật hiếm nè, đó con hiếm là tỷ lệ bạc là con mình nghĩ là chắc bình thường các bạn, đó bình thường thôi, bởi con cù nhất là đồng đó, thấy chưa, là 80% ra luôn. Thì tỷ lệ vàng 1% với 6% các bạn. 6% này á là những con mà từ để mình nói sao cho các bạn hiểu, là các bạn thấy nha, nè mỗi lần triệu hồi nè, nói chung là cứ 69 lần các bạn chưa, cứ 69 lần các bạn thấy thương hại trên này không, thương hại phải thương hại vậy không, trên này nè mình quay được 31 lần rồi nè, thì bây giờ mình chỉ cần quay tới 69 lần là mình sẽ chắc chắn mình sẽ được một con tỷ lệ vàng đó, bạn thấy chưa nè, một đơn vị vàng được đảm bảo nè. Nhưng mà tỷ lệ vàng trong này cũng gọi là cũng có vàng này vàng kia nhé các bạn. Ví dụ nè, như vàng 6% là những con vàng bình thường, nhưng mà còn những con 1% nè là hàng như là limited đó bạn. Đó là vậy. Tại sao limited? Tại vì các bạn thấy nha, các bạn thấy có thời gian đây không? Đó, cái này là 2022 nè, ngày 4 tháng 9 đúng không ta? Ngày 4 tháng 9 đó bạn, là sắp hết rồi đó, sắp hết sự kiện này đó bạn. Đó, đây cũng vậy đó bạn. Đó, đây là những nhân vị. Ủa cái này lâu hơn, này 27 sắp rồi nè. Như mai các bạn, như mai là hết rồi nè. Đó. Rồi đây là như mình nói các bạn đó. Thì cái này cái chỗ như là random, cứ mỗi một tiếng mà sẽ random một lần này. Thì cái nhân vật thần chết đây nè, là nhân vật bên này đó bạn, đó là tỷ là nhân vật này là vàng 6% nè, thấy chưa? Đó. Mấy cái nhân vật vàng 6% là sẽ bán trong radio trong shop, còn những nhân vật mà limited á, các bạn biết là limited là bí mật hiếm 1% nè. Vậy chưa nè, như là cái bên bản này là khi anh hùng, có thấy chưa? Khi anh hùng nè. Anh hùng vui vẻ. Rồi bây giờ bí mật hiếm nè, đó bây giờ anh hùng vui vẻ nè, bí mật hiếm nè. Là nhân vật này là limited đó bạn, thì các bạn mở ra thì xong rồi khi mà hết hạn á là sẽ không bao giờ ra mắt nữa, thì bạn nào mà hên thì ra được. Đó là vậy. Thì bên này cũng vậy, như vật đây Marara. Vậy chưa, máu rõ này là Marara nè. Anh hùng vui vẻ, bí mật hiếm đó bạn, đó. Nhưng mà riêng Marara nó bạn hình như độc quyền đó bạn, cái nhân vật độc quyền này là nhân vật mà không ra mắt nè, phải chưa? Đó, nhân vật này là limited nè. Đó Marara. Phải chưa nè, tiễn như vậy độc quyền nè. Đi ngửa Red Eye God nè, phải chưa? Đó, và đơn vị độc quyền không xuất hiện trong trong biểu ngữ là cái này đó bạn, trong random mình nè. Đó. Thì nói chung là bạn nào may mắn thì ra được nhân vật độc quyền thì comment dưới cho mình biết nha các bạn. Khá là hên luôn á, mới ra được á chứ. Đúng không? Đó, nhân vật gọi là limited đó bạn. Rồi. Thì nhớ nhập code nha bạn. Code thì cũng khá là không có nhiều nha các bạn. Tại vì game vừa mới ra mà mình nghĩ là cỡ 7-8 cái code à. Các bạn nhập vô là các bạn hình như là được cỡ 2000 mấy game luôn á. Là các bạn chắc chắn sẽ quay được. Nói chung là chắc chắn sẽ được 69 lần luôn các bạn khi các bạn nhập full code nha. Tại mình đã thử bạc rồi. Mình thử bạc để kiếm Marara các bạn, thì chắc chắn các bạn sẽ nhập được sẽ quay được 69 lần và chắc chắn các bạn sẽ được một nhân vật vàng luôn. 100% luôn các bạn yên tâm. Nhưng mà không biết nhân vật vàng là thôi, như mình nói đó thì hên xui nha các bạn. Các bạn nào được nhân vật vàng mà limited thì hên quá may mắn luôn. Đó là vậy. Rồi. Bây giờ mình vô game ha. Thì hiện tại là mình đã sở hữu được một nhân vật vàng, các bạn thấy chưa? Quỷ sương mù nè, Zabuza đó bạn. Nhưng mình cũng khá là xui các bạn. Tại chắc chắn sẽ được ra nhân vật vàng mà mình ra được Zabuza, mình không ra được Marara ha. Khá là xui, mình sắp được 69 lần nữa nè các bạn. Rồi mình có gì mình quay cho bạn xem. Rồi. Thì cách chơi cũng khá dễ, có nhiệm vụ hàng ngày bên này nè. Nói chung là nhìn tiếng Việt thì hơi khó hiểu các bạn. Nhìn nói tiếng Việt hơi khó hiểu, nhưng mà bấm vào play. Đó, đây các bạn thấy mấy cái giai đoạn không? Đây mấy cái giai đoạn nè.
Nói chung là như là mỗi năm giai đoạn đó, nói chung là mỗi cái map á riêng về One Piece như nha, thì năm giai đoạn Naruto, năm giai đoạn nè, mình nghĩ cái này hình như là Bleach nữa bạn, năm giai đoạn đó như là năm ải á bạn đó. Ủa mới Bleach hết rồi nè. Ủa hay là à mình chưa mở hay sao bạn? Rồi thì mình nghĩ là mình đi mình đi đánh Naruto đi ha. Đây Furu nè, đây là thử nghiệm đó bạn, cái này không phải thử nghiệm đó bạn, dịch sai sao á. Cái này giống như kiểu là lấy mấy con để lên nâng cấp các bạn. Các bạn ví dụ như là Onta, mấy bạn kiếm mấy con nâng cấp nè, các bạn thấy chưa, tiến hóa nè, đó thấy chưa, cần những con này để nâng cấp nè, các bạn thấy chưa, đó cần những con này để nâng cấp thì các bạn đi cái đó để lấy mấy con này nâng cấp thôi, chứ chứ thử nghiệm mình cứ tưởng là được test mấy con tướng khác các bạn. Dịch thì hơi bựa rồi. Vô hạn này hình như là đi Infinity nữa bạn, đó Infinity. Thách thức này là gì ta, thách thức này là cái gì? Ồ cái này phải trụ hạng 35 là level 35 nhé bạn, level hạng. Còn nhiều người này thì các bạn có thể chơi nhiều người, rồi thôi mình đi story nha. Cái này giống như story vậy đó. Rồi các bạn hãy chơi đơn hoặc là nhiều người nè, cứng nè. Bình thường này khó và siêu khó, hot mới, siêu hot mới đúng chứ, cái này cứng điên rồ. Điên rồ này thì đúng nè, cứng là cái gì trời. Rồi đi bình thường thôi nhé bạn. Rồi vô cho bạn xem. Thì khi mà các bạn chơi một mình á thì các bạn sẽ có thể đổi giữa ba nhân vật nhé bạn. Đó có thể đổi giữa ba nhân vật khác nhau luôn, nhưng mà khi các bạn chơi mà nhiều người á là các bạn chỉ chọn được đúng một nhân vật các bạn chơi thôi nha, tại nhiều người với bạn mà các bạn được đổi nữa thì ai chơi lại bạn nữa đúng không. Vậy rồi đây thì các bạn có thể đọc skill của từng tướng luôn nhá. Đây thì các bạn mới vô, các bạn bấm hai đúp, hai đúp là chạy nhanh nhé bạn, hai trong này nút là hai đúp là chạy nhanh đó. Q là lướt đấy, Q là lướt, và cái nút E là các bạn switch người nhé bạn, đó như là đổi người ấy. Đây mình có Yoro nè và Naruto, thì mới vô các bạn sẽ được chọn ba nhân vật, như bốn nhân vật các bạn, bốn nhân vật của bốn tựa phim khác nhau. Rồi mình chơi Zabuza thôi nhé bạn, Zabuza mạnh, để Zabuza của mình là nâng mạnh mà đó. Thì các bạn thấy không, cái tướng chạy của quái với lại cái cách đánh thì hơi hơi bừa bữa bạn, hơi sơ sài tí, nhưng mà chiêu thì khá là đẹp nhé bạn. Đây bây giờ sử dụng chiêu cho bạn xem nha. Đây nút số 1 nè, chiêu của Zabuza bây giờ là quăng thêm tím tới nha. Đó sau các bạn bấm một lần lại số 1 cho mình là các bạn sẽ lướt tới và lấy thanh kiếm và sẽ gây sát thương đối phương, thấy chưa, khá là hay luôn. Rồi chiêu tiếp theo là các bạn sẽ tăng đam ở hiểu rồi, mình sẽ hóa quỷ đó bạn đó, có cái mặt quỷ và như là tăng đam các bạn, mình sẽ được tăng đam đấy, lượng đam mình khá là to luôn đó là vậy. Và chiêu số 3 như là mình dùng thuật các bạn đó, thuật nước các bạn đó, thuật nước đấy đấy, thì chiêu là vậy các bạn. Thì cái chiêu nước này của mình thì có thể ủa khá là ít nha bạn, nói chung là mấy cái map này đi khá là nhanh. Rồi thì hình như là cái chiêu nước này là có thể khống chế đối phương luôn nhé bạn, là mình có thể chói chân đối phương lại luôn á, làm cho đối phương dính nước á, dính cái bọng nước các bạn, giống như là nhốt Kakashi các bạn, Zabuza nhốt Kakashi á, cái bọng nước á đó, là vậy y chang vậy luôn. Rồi thì skill các bạn chỉ cần bấm vô đây, các bạn bấm một phần kỹ năng cho mình nè, đó mỗi skill có chiêu, có gọi là rồi admin ghi từng chiêu luôn nữa bạn, hay ha. Như liên minh vậy đó, đó là vậy đó, có ghi từng chiêu ra luôn. Rồi bây giờ mình đánh boss cho bạn xem nha, boss nào giai đoạn 5 nè. Ôi mình mới thấy ai cũng Madara ở ngoài kia rồi phải không. Rồi kìa Madara nè, ghê vậy, hên vậy, và thấy tỷ lệ Madara hiếm không. Mình như chắc nhiều người lắm mới được có một bạn Madara á, bạn nói chắc may mắn lắm, hàng limited mà bạn. Rồi rồi tiếp tục mình đi tới ai cuối luôn cho bạn xem nha, để xem boss của trong game này làm như thế nào cho bạn coi luôn. Trong này đó, rồi nói chung là cốt truyện của từng phim luôn nhé bạn. Đấy mỗi một cái ải là riêng về một tự phim anime khác nhau mà. Và chưa cái thuật nè, mấy nhân vật đây dùng thuật luôn á, đây là như trên cái cầu đó bạn, quánh với lại Zabuza với lại cái nhân vật gì quên rồi, xài băng á, Haku à, rồi mình hóa quỷ lên đã. Đây mình bật mặt nạ quỷ lên đấy, thuật nước đó. Thì mình đang dùng thuật này hình như là mình sẽ không bị mất máu các bạn. Đấy tại mình đứng mình gồng các bạn, chứ đứng gồng mà mất máu nữa thì khó chơi lắm. Ủa mất máu nhanh vậy, nãy giờ không đi. Ủa có chiêu đặc biệt đi nha bạn, chiêu đặc biệt thì mỗi nhân vật thì chiêu đặc biệt khác nhau. Đau quá. Ây da da, cái này phải đi hai người rồi. Rồi tới boss, chắc boss đục mình phát toang luôn các bạn. Trong này mất máu cũng khá là nhanh vậy chưa. Ủa thôi chưa, không dễ đâu nha bạn, mất máu khá là lẹ luôn á. Trời ơi mình cũng biết tại sao, nhưng mà ồ quái quá, quái còn né né nữa kìa, nó ném xong chạy kìa, quái khôn không chạy ấy ạ. Đấy quánh xong còn chạy nữa. Rồi giờ tới boss nữa này, bây giờ tới boss nha.
Đây lúc này là đánh với Yabuza nè. Dùng thuật đúng không? Biết ngay mà. Rồi để xem. Đây. Đó. Lướt. Vậy thôi đã ha. Chiêu chiêu khá là đẻ đã luôn nhưng mà yếu quá. Ui đau. Quánh tiếp. Đấy. Ây da. À. Đau. Ủa đâu rồi? Đâu rồi? Ủa. Ôi trời. Dịch chiến. Ôi dịch chiến tôi quánh phát một tan luôn. Vãi thiệt sự. Đau. Rồi cào cào Naoto này mới vô các bạn có free nè. Thì mình chọn Naoto nhé bạn. Đấy. Đang cũng to đấy chứ. Cái chiêu đặc biệt của Naoto mình chưa xài nữa mày. Chiêu đặc biệt thì khá là khó xài nha. Ôi không mất tiêu kìa. Dịch chiến ở sau lưng đúng không? Khó đầy lắm nha bạn. Cái chiêu đặc biệt khó đầy lắm. Mà trong này mình dễ mất máu nữa nên khó xài chiêu cuối cùng cho bạn xem lắm. Trừ khi có cái test chỗ bay chưa. Mình chỉ cần quánh chuẩn bị quánh trúng một phát thôi là sắp tan luôn à. No. Ô, rồi luôn bay chưa. Khó lắm. Cái này chắc đi hai người thì dễ hơn các bạn. Khó quá. Rồi. Thì đó là sơ sơ về tựa game Aniver nữa bạn đó. Aniver rồi. Thì đó một vài cái mà mình hiểu được và nói cho bạn nghe đó. Thì bên này có nhiệm vụ nữa nè. Thì các bạn cứ làm theo nhiệm vụ thôi. Giai đoạn này là story nó bạn. Phiêu lưu thì hình như cũng vậy các bạn. Đó phiêu lưu này nè. Phiêu lưu là xong. Phiêu lưu nè. Đó các bạn vượt 5 giai đoạn là như là hai nhiệm vụ hoàn thành một lần luôn. Hai này giống nhau nè. Rồi thử nghiệm thì giống như là lấy cái là các bạn đi để lấy cái nhân vật để nâng cấp ấy. Thì cái này cũng khá là dễ luôn. Không có gì khó ha. Tiếp tục. Xóa 10 dòng vô hạn này là đi Infinity nữa bạn. Đi tới dòng 10 là xong. Rồi chơi nhiều người là các bạn đi hai người trở lên đó là xong. Thì khi 5 nhiệm vụ khi xong thì nhiệm vụ cuối cùng cũng xong. Là hoàn thành 5 cái nhiệm vụ nữa bạn. Thì các bạn sẽ được 50 mảnh này tiếp. Rồi thì trong web này các bạn làm cứ nhận thôi. Đấy. Khá là dễ ha. Cái linh hồn này hình như là các bạn phải level cao mới các bạn mới đi được nha các bạn. Cái linh hồn là như cái cuối cùng này nè đúng không ta. Cái này các bạn, cái linh hồn này đó. Mình phải level 15 mới được đi lận. Khó lắm. Hình như đi xong thì các bạn sẽ được một cái gì nữa bạn. 200 mảnh với lại cái này là cái gì mình không biết nữa. Đó, spin title. À, title như cái tên nè. À, cái trên đầu này các bạn. À, người bắt đầu này chứ mình nghĩ là mình sẽ đổi thành cái title khác. À, đó là vậy rồi. Mình nghĩ là chắc kết thúc đến đây nha các bạn. Thì các bạn nào mà muốn vô trải nghiệm thì các bạn cứ vào trải nghiệm chơi thử cho biết ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì cái code thì các bạn chỉ cần ghi cái tên game hoặc là mình để code ở dưới phần ô tả cho các bạn thấy cũng được ha. Rồi, hẹn lại các bạn những clip lần sau nhé. Bye bye.